Ok, xin chào các bạn. Trên tay của mình đây là một chiếc van điện tử các bạn ạ. Một chiếc van điện tử khá nhỏ gọn. Với cái van này là đường kính gen của nó là đường kính DN20. Có nghĩa là cái đường kính gen 27mm ấy. Tương ứng với cái ống 27. Các bạn có thể lắp vừa cái ống 27 các bạn nhé. Thì cái van điện tử trên thị trường nó cũng có khá nhiều loại luôn. Khá nhiều hãng. Nhưng đây là một cái van của cái hãng châu Âu. Hãng ODE sản xuất tại Italy. Với cái van nhỏ như này thôi nhưng mà hàng châu Âu nó khá đắt các bạn ạ. Và cái hàng ODA này thì các bạn nào mà dùng trong cái điện công nghiệp nhiều ấy hoặc là dùng các cái ứng dụng mà có van mà dùng cái hàng ODA này thì các bạn biết được rồi cái độ bền của nó thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Độ bền, độ tin cậy rất tuyệt vời bởi vì bản thân mình là cũng lắp rất nhiều cái hệ thống điều khiển tự động dùng cái van ODA này. Dùng 4-5 năm đến bây giờ vẫn chạy tốt. Chưa có cái hiện tượng hỏng hóc lần nào. Rất bền luôn ngoài ra với cái van điện từ như thế này thì các bạn có thể là thay thế từng phần được ví dụ như cuộn coi hỏng thì các bạn có thể thay cuộn coi khác cái thân đồng hỏng các bạn có thể thay thân khác hoặc là cái gioăng cao su ở bên trong nó hỏng thì các bạn cũng có gioăng để thay tức là nó có phụ kiện để thay thế nên nó rất tiện các bạn nhìn nào mình cầm mày nói là cực kỳ nặng tay nhá nó đầm tay và chắc lắm với những cái van mà chất lượng cao ấy thì bao giờ người ta cũng sẽ dùng cái cuộn coi đó là cuộn coi bằng uh, cuộn coi đúc như thế này này đấy dẫn đến là cái độ bền của nó cao hơn là một này thứ hai là nó sẽ hạn chế cái việc mà nó cháy nổ bởi vì các bạn biết là khi mà dùng van điện tử ấy mà dùng thời gian lâu thì cái cuộn coi nó nóng lên rất nhanh nếu như cuộn coi lởm ấy, thì rất hay dễ bị cháy còn nếu mà cuộn coi nó tốt thì cái thời gian dùng nó sẽ bền hơn đồng thời mà cuộn coi đúc thì cái việc mà nó cháy nổ nó sẽ hạn chế hơn rất nhiều so với cuộn coi không phải là cuộn coi đúc đối với van điện tử thì khi mà các bạn lắp ấy thì các bạn lắp đúng chiều của nó nhé các bạn nhé đây theo đúng cái mũi tên này À, các bạn tránh trường hợp mà lắp ngược lại bởi vì lắp ngược lại thì có thể nó vẫn hoạt động cái lúc đấy thôi nhưng mà sau một thời gian có thể nó sẽ bị dò dỉ nước ra và cái van trên tay mình ở đây đây là một cái van mà mình mua các bạn biết bao nhiêu hiện tại giá hiện tại bây giờ nó rơi vào khoảng hơn một triệu sáu một cái van như này các bạn này quá đắt luôn đúng không? Và cái van thông thường cũng cái DN20 như thế này à, ví dụ như hàng Đài Loan chẳng hạn nó chỉ có khoảng hơn 300, trên dưới 300 một một cái thôi. Như vậy cái van như này là nó gấp 5 lần cái van so với hàng Đài Loan. Các bạn thấy nó kinh khủng không? và chúng ta sẽ xem xem cái van mà của hàng châu Âu này nó có cái gì mà sao nó đắt thế nhỉ? Đúng không? Đầu tiên thì à, mình khẳng định với các bạn đây là một chiếc van ODE chính hãng các bạn nhé. Cuộn coi các bạn nhìn thấy là đầy đủ hả? À, hãng ODE dập nổi ở trên cuộn coi này cuộn coi đúc luôn này, tem mát này và các bạn nhìn để ý này cái số seri trên tem cuộn coi nó cũng sẽ trùng với cái số seri ở trên thùng hộp của nó nhé đấy trùng nhau trên thân thì nó cũng sẽ in dập và rất rõ ràng rõ nét luôn đó là cái điện áp sử dụng là 220 tức là điện áp sử dụng dân dụng của chúng ta còn thân van thì các bạn nhìn thấy đây là cái thân đầm. Các bạn cầm thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ nặng. Bây giờ mình cầm từ nãy giờ nó cũng khá mỏi tay rồi. Thì cái thân van các bạn nhìn thấy ở đây nó cũng sẽ sập số seri này, các bạn nhìn thấy, dập nổi số đây là cái dập chìm số seri. Và dập thương hiệu luôn này, dập nổi thương hiệu này, ODE này. Thì hàng này là hàng chính hãng luôn. Phụ kiện của nó thì nó gồm có một cái quyển hướng dẫn này. Rồi một cái cái này là cái chụp cầu đấu này các bạn sẽ dùng cái này để chúng ta sẽ đấu dây ở đây nó sẽ có ba cái dây các bạn nhé thì gồm có hai cái dây cấp nguồn điện 220 vào và một cái dây tiếp mát rồi bây giờ mình sẽ cắm điện điện này là điện 220 nhá đấy các bạn không bật lên cái các bạn nghe thấy cái tiếng tạch đấy rút ra này đấy nó tách này đóng này mở này van này là van thường đóng nên là khi mà không có điện thì là cái van cao su cái giòn cao su bên trong này nó sẽ đóng lại còn khi mà có điện thì nó sẽ mở ra các bạn nhé đây các bạn nhìn để ý này cái cái giòn cao su bên trong này đây, các bạn nhìn để nhá đấy đây là khi mà ngắt điện này thì nó đóng lại này có điện là mở ra này nó hút lên đấy là nước nó sẽ thông qua đấy đấy các bạn nhìn này Đó, thì đây là van thường đóng. Và các bạn để ý ở đây. cái công suất tiêu thụ của cái van này thì cũng khá thấp thôi, nó khoảng 8 đến 9 W thôi. Đấy 8 đến 9 W điện thôi, nó cũng khá thấp. Cũng không không ăn nhiều điện lắm. So với van thông thường cái cái van của cái hãng ODE này thì nó sẽ ngâm điện được lâu hơn, tức là cái độ bền ngâm điện của nó sẽ lâu hơn so với các cái van như cái van Đài Loan chẳng hạn ấy thì cái độ ngâm điện của nó nó sẽ ngắn hơn. Để mở và thay cái cuộn coi thì các bạn sẽ mở cái ốc ở phía trên này ra các bạn nhé. Đây các bạn sẽ mở ốc này ra Sau đó là các bạn sẽ rút cuộn coi lên thôi Đây các bạn thấy không Đây là một cái cuộn coi đúc nguyên khối luôn Đúc nguyên khối Và nó có cháy Thì các bạn chỉ cần thay cái cuộn coi này là ok Thì còn đây là cái thân van này Các bạn nhìn thấy cái thân van nó sẽ kín luôn nhé Nó kín liền luôn và để thay cái gioăng bên trong thì các bạn sẽ mở bốn cái ốc này ra. Rồi, sau khi mà mở bốn ốc ra thì các bạn sẽ lay lay để chúng ta nhấc cái cái này lên. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây. Đây chính là bên trong của một chiếc van hàng sản xuất tại châu Âu các bạn nhá. Đây các bạn nhìn thấy nó có sự khác biệt. Nếu các bạn nào mà đã mở van của hàng Đài Loan ra thì nó sẽ có sự khác biệt. Thứ nhất là cái gioong cao su này nó xịn sò hơn rất nhiều. Ở đây nó sẽ có một cái gioong này, gioong chặn nước này. Đấy, giòn này là gioong chịu nhiệt nó xịn sò hơn nhá. Ở đây nó sẽ có một cái màng này. Đấy, các bạn thấy nhấc cái màng này ra này bạn nhìn thấy không? Ở trên đồng nó cũng có khác cái số luôn nhá. Hàng xịn đấy nó có khác hoàn toàn. Đây các bạn nhìn thấy không? Hàng xịn của châu Âu nó khác hoàn toàn luôn nhá. Cái hàng của Đài Loan ấy thì cái cái gio cao su ấy, nó nó phủ hết bên ngoài nó đen đen. À, cái nhìn trông nó hơi lẩm một chút. Nhưng mà dùng à, với những cái ứng dụng nó không đòi hỏi cao thì cũng không có vấn đề gì. Rồi, ở đây nó là cái cuộn cái cái cái, cái hút này. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Đây là có một cái cục này để nó hút này. Và nó có một cái nằm, một cái lò xo này, ở đây nó có một cái lò xo này. Thì nó sẽ đẩy. Thì thông thường uh, khi mà không có điện thì cái lò xo này nó sẽ đẩy đẩy cái cục này xuống, nó đẩy cái cục này xuống thì nó sẽ nén này, nó nén cái 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 cái, cái uh, van cao su này vào. Đấy nó nén để nó chặn nước. Bởi vì van này là van thường đóng mà. Đấy, nó sẽ nén như này. Nó nén để nó chặn nước và khi mà bắt đầu nó nó có cái điện vào thì cái cái này nó sẽ được hút đẩy lên nó đẩy lên thì lúc này là à, nước nó sẽ được đẩy ra thì các bạn nhìn thấy ở đây nước nó sẽ đi ở cái đường này đây đường này vào xong nó tràn lên đây nó tràn lên đây và nó sẽ đi vào cái lỗ này và nó thông ra đây đấy thì các bạn nhìn thấy ở bên trong một chiếc van à, của châu âu hàng xịn hơn một triệu sáu một chiếc van các bạn nhìn thấy nó khác hoàn toàn đúng không nó ngon lành cành đào hơn rất chi là nhiều đúng không OK, đối với chiếc van này thì là van chính hãng các bạn nhé. Van chính hãng mình khẳng định với các bạn đây là một chiếc van chính hãng hàng ODE và hiện tại mình đang thừa một cái không sử dụng và mình sẽ thanh lý cái van này với giá rẻ. Nếu như các bạn nào có nhu cầu mua thì các bạn có thể xem giá trong cái link ở phần mô tả video. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.